sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bên nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Sao chị? Gì vậy? Uống gì? Em pha. Hôm nay tâm trạng của chị là vừa vui, vừa lo, vừa hoang mang. Cho chị uống gì cũng được. Chị muốn uống giống chị không? Rượu đi. Ừ. Nay uống rượu luôn hả? Chút theo nhưng mà rượu hơi nhiều tí thôi. Ừ. Chơi lớn vậy luôn hả? Rồi, đợi em xíu. Ủa sao vậy? Nay bà có chuyện gì muốn rượu nữa? Có chuyện chứ. Trời ơi, spa của tôi á, chả hiểu tại sao mà kinh doanh không được gì hết. Bây giờ spa của tôi á thì không có khách, nhân viên nó cũng nghỉ hết, rồi bên chủ hàng, rồi tiền nhà tiền điện bên nào nó cũng dí tôi đến cuối tháng này hết rồi. Tôi đang sợ tôi cầm cự không nổi. Ê, bà cho tôi mượn ít tiền xoay sở được không? Cần nhiêu? Chi phí tiền nhà, điện nước, nhân viên, tiền hàng, tôi bán chừng khoảng 50. 50 triệu? Nhiều quá hả? Cũng không nhiều lắm. Nhưng mà tại vì mẹ chồng của tôi sắp lên chơi đó, rồi tôi phải dẫn mẹ chồng tôi đi khám bệnh nữa, tôi sợ là không có đủ tiền cho bà mượn á. Không sao. Ê, không ấy, bà hỏi thử Thùy Trang với lại Họa Nguyên coi. Thôi, tại trong nhóm tôi thân với bà nhất nên hỏi bà. Còn hỏi mấy người kia ngại lắm. Chị ơi, bên nhà cung cấp á, lại đòi tiền hàng mình tháng này nữa. Lần này là lần thứ 3 rồi. Chị xem giải quyết. Chứ chị trốn ở nhà như vậy hoài không phải cách đâu chị. Chị biết rồi, để chị tính. Dạ, thôi em về. Ừ, về tiệm đi em. Mà chị ơi. Dạ, chị ơi cho em xin lãnh lương tháng trước luôn nha. Vài ba bữa nữa rồi chị gửi ha. Tại em cũng thấy mà, tiệm mình dạo này khách cũng không đông lắm đó. Rồi thu chi thì nó cũng không có được cân đối lắm. Thông cảm ha. Dạ. Vậy em xin phép chị cho em làm hết tháng này rồi em nghỉ nha. Thôi em cứ về tiệm trước đi, từ từ chị tính. Dạ, em chào chị. Em ngồi đi. Dạ dạ vâng. Em ngồi đi. Dạ em cảm ơn. Anh xin lỗi. Ủa sao anh không ngồi bên kia? Tại vì ngồi đây cho nó thân mật với nhau. Dạ. Bên kia nó hơi ướt á. Dạ. Dạ. Anh tới lâu rồi hả? Anh tới đây là từ lúc mà mấy con gà chưa gái nữa. Anh tới đợi em đó. Ủa gà chưa gái mà quán mở cửa luôn rồi hả anh? À không, anh ngồi ngoài góc kia anh đợi em. Ngày nào quán mở anh đi vô. Anh nhiệt tình quá. Vậy thôi chắc em thưa chuyện luôn nha. Mình vô thẳng vấn đề đi không sao. Dạ. Em anh Hải ơi, em có việc á, nên là em định mượn anh khoảng
50 triệu 2 tháng em trả lại được không? 50 triệu. Nếu mà nhiều quá thì 4. À, không có sao đâu, trời ơi, 50 triệu chuyện nhỏ. Ủa được hả anh? Được, anh cho em mượn, mặc dù anh biết là cả cuộc đời này em vẫn không trả lại anh, nhưng mà anh không, vẫn cho em mượn. Không 2 tháng. Không không em, anh lo cho em được mà. Em hiểu không? Một lát nữa em đi với anh đi. Anh rút tiền anh đưa cho em nha. Ủa nhưng mà là nghĩa là sao anh đi? Có gì đâu. Anh biết giờ á em cũng đâu có lo nổi cho cuộc sống của mình đúng không? Bây giờ em sống biết điều với anh đi. Thấy không? Anh sẽ cho em hết. Với lại á bây giờ mối quan hệ của mình đó là mối quan hệ tiền bạc. Anh không thích vậy. Anh làm vậy chẳng có là lỗ cho em. Đúng không? Hiểu không? Dạ anh ơi. À, sao? Hả? Dạ, anh đợi xíu tay em bị đau. Dạ. Xin lỗi. Hư nè, hư nè, hư nè. Nó hư quá. Dạ. Chả là hồi nãy trên đường đi tới đây á, em có suy nghĩ. Dạ. Suy nghĩ gì? Thì tới đây em suy nghĩ thấu đáo rồi. Em nghĩ là chắc là thôi em không có cần mượn tiền anh nữa. Em cảm ơn anh nhiều. Anh cứ ngồi đây uống cà phê đi, quán này cà phê nổi tiếng ngon luôn đó. Dạ thôi chắc em xin phép em đi trước nha anh nha. Quyên. Anh ở lại mình nhỏ nha anh Hải. Quyên. Dạ, dạ. Quyên. Quyên. Tưởng dễ ăn tiền của tôi hả? Sao dễ ăn của ngoại được? Cái gì cũng có giải quyết hết. Bây giờ em trải bài ra, chị bóc rồi coi thử như thế nào nha. Sao cũng được. Rồi đây. Chị bóc đi. Lá bài này nói á là chị đang gặp khó khăn. Khó khăn rất là lớn. Và khó khăn này á sẽ làm cho chị bị cảm thấy là tuyệt vọng. Chị sẽ rất tuyệt vọng. Bóp thêm một lá nữa đi. Bóp nữa hả? Tin em. Tuyệt vọng là thất vọng luôn nè. Nhưng chị sẽ gặp quý nhân. Và quý nhân sẽ giúp đỡ cho chị rất nhiều. Và đặc biệt á là họ không đến lâu đâu, họ sẽ đến liền ngay lập tức. Ừ, liền ngay lập tức. Thôi, cho chị thêm ly nữa đi. Chị không tin em hả? Tin, nhưng mà bây giờ cho chị uống đi, làm ơn. Nếu bây giờ uống không có giải quyết được gì hết. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Chị hết sức là bình tĩnh, chuyện gì cũng phải vượt qua mà. Chị Hôm. Ủa, lỗi. Trời ơi, xin lỗi tới trễ. Ủa? Cũng gặp rất bút tranh thủ như lắm luôn mà vẫn tới trễ. Đi đâu ạ? Bà đi đâu ạ? Thôi, đang vui quá rồi kìa, đang hay quá rồi. Thôi thì nghe là bà có chuyện cho nên tụi tôi bỏ hết công việc tụi tôi chạy tới đây. Bây giờ còn hỏi vậy hả? Bỏ hết. Vô Facebook qua Trang Thùy Trang coi liền. Mày lên, mở lên. Giờ kêu vô Facebook luôn. Coi liền. Ừ, vô. Đang vui quá kìa. Cái gì vậy? Em cũng muốn coi nữa. Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi Thùy Trang không có livestream, không có nói chuyện với mọi người. Thì cũng nhớ mọi người lắm. Nhưng mà tại vì bận bịu em bé, rồi có rất là nhiều việc nhà mà Thùy Trang phải làm sau khi sinh em bé ra. Nhưng mà sẵn tiện hôm nay rảnh rỗi nè. Và có rất là nhiều người hỏi Thùy Trang tại sao mình lại lấy lại vóc dáng nhanh như vậy. Thì hôm nay Thùy Trang sẽ bật mí cái bí quyết lấy lại vóc dáng sau sinh của mình nha. Và đây là bí quyết của Thùy Trang. Tèn tèn tèn. Đó. Đây là cái spa mà Thùy Trang sử dụng thường xuyên cũng hơn 10 năm rồi đó. Thì Thùy Trang chỉ đến đây thôi. Ở đây là cái nơi mà chăm sóc da, nói chung là da và dáng, cái gì mọi thứ về body hay là sắc đẹp gì ở đây là chăm sóc cho Thùy Trang hết. Và tại vì ở đây cái dịch vụ ở đây rất là tốt, rồi cô chủ cũng rất là dễ thương nữa. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu xem lời Thùy Trang nói có đúng không ha. À, hình như có một vị khách đang ra, chúng ta cùng tìm hiểu xem ha. Dạ chào chị. Xin chào. Hôm nay chị đẹp quá à. Chị hôm nay chị là lần đầu tiên đến spa hả chị? Không, chị đến đây đã nhiều lần rồi. Vậy hả? Chị cảm thấy cái dịch vụ ở đây như thế nào, tốt không chị?
À, làm ở đây tôi thấy an tâm lắm, dịch vụ và giá cả rất là tốt. Wow, thì nếu như mà có bạn bè hay là người thân nào đó thì chị có muốn giới thiệu đến đây không? À, dĩ nhiên là có chứ, tại vì tôi rất hài lòng với dịch vụ ở đây. À rồi, cảm ơn chị nha. Vậy, chị thấy không? Em đã nói mà, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp đỡ chị liền ngay lập tức, thấy chưa? Ủa sao hết vui vậy? Hồi nãy vui lắm mà. Không, cái này mới vui nè. Cái này mới vui nè. Cái này mới vui kìa, còn nãy là bị hai kiểu khác, còn bây giờ là đang rất hạnh phúc nè. Chị, về liền, về spa liền, nhanh lên. Về spa liền. Về, sợ khách đến không? Đúng rồi. Ê, khoan về. Đây nè. Cả nhóm, có Hùng lại một số tiền. Gửi bà, có gì chi trả cho spa nha. Đừng có ngại, không gì phải ngại hết, tôi ghi sổ nợ hết rồi, yên tâm. Nha. Cảm ơn nha. Nè, nói nghe, chúng ta là bạn bè, cái gì cũng có nhau hết trơn á, đừng có ngại nha. Còn tụi tôi ở đây nha, không có một mình đâu nha. Đừng ngại nữa, đừng cảm ơn nữa nha. Đi về. Bà này bán sao đó. Cảm ơn lần nữa nha. Trời ơi, được rồi. Đi. Ai có chuyện nhóm mình cũng giúp ha. Cũng đưa tiền, vậy em buồn quá nè, có ai cho em gì không? À, về chứ. Ủa gì vậy? Cũng đang bận đó. Ủa gì rồi em? Ủa có gì vậy em? Trời đất ơi, mấy cái bà này. Ê khoan, tiền nước của em chưa trả nè. Có những muôn buồn xuôi đời lo cho chúng ta. Ngày ngày xa phố mua sắm là cả, tụ tập quán xa trò chuyện với cô bạn thân, chẳng còn muôn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia, em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yêu đuối, chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây, vẫn thật hạnh phúc như em từng. Bên cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chở che cuộc đời khắp gần sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất vì thương mẹ biết giữa em.